Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một sự kiện về trading mà team mình đang tổ chức. Sự kiện này có tên là Chiến binh chống Covid. Ở trong giai đoạn dịch đang bùng phát như hiện tại, thì Merchant ATM muốn gửi tới thông điệp đó là chúng ta ở nhà chống dịch. Và khi mà chúng ta ở nhà chống dịch thì chúng ta cũng cần phải có ổn định cuộc sống tại nhà, hạn chế ra ngoài thì nó cũng là góp phần chống đại dịch nó lây lan ha. Nhưng mà để chúng ta ở nhà và ổn định á, thì việc trading kiếm thêm thu nhập là một cái cách rất là phù hợp với tất cả chúng ta. Và giải thưởng hiện tại của sự kiện này lên đến là 4.000 đô, là gần 100 triệu. Nó cũng là một cái giải thưởng rất là hấp dẫn và với cái cách tham gia vô cùng đơn giản. Và cái cách tham gia thì các bạn có thể tham khảo và đọc được ở trên bài viết của Merchant ATM, trong website của Merchant ATM, và cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn có thể vào và đọc ha. Và giải thưởng nó rất là hấp dẫn và với cái thể lệ, cái điều kiện cũng rất là dễ, là các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Bingbong thông qua cái link Red của Merchant ATM và tham gia giải đấu. Và link đăng ký sàn Bingbong thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video. Và các bạn lưu ý là giải này cũng rất là giống với lại những cái giải ao làng, nó ít người tham gia cho nên là khả năng mà chúng ta thắng giải nó sẽ rất là cao. Và cái thời gian của cái sự kiện này diễn ra từ 20 giờ ha. Đây, cái thời gian sự kiện diễn ra là 20 giờ tối ngày 22 cho đến là 20 giờ tối ngày 30 tháng 7. Và sự kiện này là sẽ gồm có 3 hạng mục. Đó là hạng mục Share None. Thì cái hạng mục Share None này nó rất là đơn giản. Chỉ cần là chúng ta chat với bot và làm theo hướng dẫn. Và giải này là có 50 giải và mỗi giải là 15 đô ha. Và cái tip cho cái sự kiện này á, đó là chúng ta hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được thêm ticket và chúng ta sẽ nâng cao được cái cơ hội trúng giải của chúng ta. Và cái hạng mục thứ hai đó là cái hạng mục đua top trading, thì cái giải này nó cũng chiếm phần lớn của trong cái sự kiện này, giải thưởng lên đến là 2.750 đô. Và sự kiện này á, nó sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 7. Và mình nhắc lại là 20 giờ ngày 23 tháng 7 ha. Và nó sẽ kéo dài đến 20 giờ ngày 30 tháng 7, diễn ra trong vòng 1 tuần. Và trong thời gian diễn ra sự kiện á, thì top 20 trader có cái khối lượng giao dịch lớn nhất sẽ nhận được giải thưởng. Và giải thưởng này được trao bằng USDT và không phải là coupon ha. Và mình sẽ nhắc lại, đó là giải thưởng được trao bằng USDT và được gửi trực tiếp vào tài khoản Bingbong của người chiến thắng. Và khi những cái lưu ý thì các bạn có thể đọc được ở trên đây. Đó là lưu ý là chúng ta chỉ được chỉ những tài khoản đăng ký qua link Red của Merchant ATM thì mới được tính là tham gia sự kiện. Và sự kiện này là được hỗ trợ bởi sàn giao dịch Bingbong ha. Và cái hạng mục thứ ba đó là cái hạng mục Trader tiên phong. Đó là chúng ta nhằm thúc đẩy cho các cái chiến binh chống Covid hay còn gọi là các trader, thì team mình cũng tạo ra được cái sự kiện, cái hạng mục này. Đó là 10 trader đầu tiên mà đạt cái mức volume 100.000 đô thì sẽ nhận được là 50 đô cho mỗi người như vậy, mỗi trader như vậy. Và cái cái volume 100.000 đô này nè, nó sẽ được tính bằng cái số tiền và nhân với lại đòn bẩy trong một lệnh đó ha. Thì ví dụ như các bạn có thể nghĩ như thế này, 100.000 đô này là volume có thể là bạn kiếm được bằng cách đó là chúng ta sẽ sử dụng một lệnh thôi, một lệnh duy nhất, đó là lệnh 1.000 đô nhân với lại cái đòn bẩy là 100 thì nó sẽ ra là 100.000 đô như thế này. Hoặc là những cái lệnh nhỏ hơn thì các bạn có thể tính như vậy ha. Thì cái khối lượng giao dịch nó sẽ được tính bằng tổng các cái lệnh này, là margin là số tiền nhân với lại cái đòn bẩy thì nó sẽ ra được cái volume như thế này. Và chỉ những tài khoản mà được đăng ký ở dưới cái link đăng ký sàn Bingbong của Merchant ATM thì mới được tham gia ha các bạn. Và link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể đăng ký. Và kết quả sẽ được công bố ở trên website và các kênh truyền thông chính thức của Merchant ATM. Và giải thưởng sẽ được trao trong vòng là 7 ngày sau khi mà
kết thúc sự kiện. Và người tham gia mà gian lận á, thì sẽ bị thu hồi giải thưởng ha. Và quyết định cuối cùng là thuộc về team Majority M. Và cách thứ hai mà các bạn có thể xem được và theo dõi được cái sự kiện này diễn ra, đó là các bạn tham gia vào group trên Telegram của team mình bằng cách là ở mỗi cái đường link mình sẽ, ở mỗi video mình sẽ để một cái đường link Telegram group, các bạn có thể ấn vào Telegram group ở đây để tham gia với team mình ở trên Telegram. Và ở những cái bài ping như thế này á, thì các bạn có thể tham gia và đọc và theo dõi cái sự kiện nó đang diễn ra đến đâu rồi, thì các bạn có thể vào group Telegram của team mình để theo dõi ha. Ok, và cái video này thì mình cũng đã giới thiệu về cái sự kiện đó là chiến binh chống Covid. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.